Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta lại đến với một cái tip rất là thú vị, cũng khá là hay của Remier. Đó chính là tip xóa phông xanh, hay còn gọi là screen key. Và để làm một cái demo này thì ở đây các bạn cứ lên YouTube và chúng ta tìm những cái screen này ha, để chúng ta lấy được những cái clip mà nó có cái nền xanh như thế này để chúng ta xóa. Và ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một con khủng long. Và đây là đoạn clip của mình. Thì bước đầu tiên mình sẽ mở Premiere, tạo một cái file mới, kéo clip demo của mình vô. Ở đây mình lấy cái ví dụ minh họa thôi nha, lấy chính clip của mình luôn ha. Rồi mình sẽ cho khủng long này đi, mình sẽ kéo vô đây. Ở đây nó có tiếng gầm gừ luôn, nếu các bạn muốn lấy tiếng thì các bạn kéo qua luôn. Rồi, bây giờ hiện tại mình đang nằm trên cái lớp của con khủng long ha. Jurassic này nè, lớp của con khủng long. Và để xóa được cái phông xanh lá cây này đó thì các bạn qua phần Effect cho mình nha. Và để ý bên thượng là bên cột bên tay trái. Nếu mà anh nằm ở cột khác á, thì các bạn chọn ở đây là Effect. Và ở phía bên trên chúng ta cũng chọn Effect Control luôn để chúng ta điều chỉnh ha. Rồi, chúng ta sẽ xuống phần Effect bên dưới và mình sẽ gõ vào kính lúp nè. Mình gõ cái Effect của nó là Color Key. Các bạn cứ hay nghe người ta nói là key phông xanh này kia đó, là chính là cái phần này. Thì nói chung là Premiere cũng hỗ trợ cho mình ha, nhưng mà nó không hẳn là nó quá mượt đâu, nó chỉ hỗ trợ một phần nào thôi. Rồi, và các bạn sẽ kéo cái effect này vào cái lớp phim con khủng long. Bạn thấy dấu cộng ở gần trỏ không? Đó, mình sẽ kéo vô đây. Và khi mình kéo vào thì ngay lập tức các bạn thấy ở trên phần effect control này nó sẽ có cái mục color key để chúng ta chỉnh. Và các bạn thấy có một cái ống hút màu mặc định màu xanh dương nha. Và mình sẽ hút cái màu xanh lá cây ở bên đây. Đó, các bạn thấy không? Ngay lập tức nó mất cho mình nè. Nhưng mà nó chỉ lấy một cái phần nào đó thôi nha. Bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh tiếp. Ở bên dưới nó sẽ có ba cái mục nữa, đó chính là Color Tolerance và Ethnic Fader. Thì các bạn cứ, ví dụ như chúng ta không biết đi, thì các bạn cứ kéo đại. Chúng ta thử, đó, ví dụ như mình kéo thử nè, bây giờ mình không biết gì hết. Mình kéo thử thấy, wow. Rất là dễ xài ha, Premiere nó rất là dễ xài. Đó. Thin ở đây là cái phần viền á, mà cứ như mình kéo sâu quá thì nó ăn luôn cái con khủng long nè. Nên là các bạn phải canh hiệu chỉnh thôi. Tùy cái đối tượng mình kéo vô mình hiệu chỉnh lại thôi. Còn đây là cái feeder, là cái giống như là nó tự nhiên một tí vậy đó, kia nó sẽ nhòe nhòe cái viền á cho nó tự nhiên. Chứ mà mình cắt bén quá nó cũng không đẹp. Đó, chúng ta cứ hiệu chỉnh thôi. Thoải mái hiệu kéo là thử này kia. Đó. Rồi. Bây giờ để kéo con khủng long này nhỏ nhỏ lại một tí thì các bạn ở đây các bạn thấy có phần scale nè. Đây là 100% và mình kéo nhỏ lại một tí ha. Và ở đây là position, là cái phần di chuyển qua trái phải nè. Rồi lên xuống nè. Đó, mình sẽ kéo thử này. Rồi mình cho chạy thử nha.
mình cắt những cái đoạn này đi ha, những cái đoạn mà của người ta quảng cáo hay gì đó mình sẽ cắt bỏ đi. Để xoay cái con khủng long nè, chúng ta vẫn chọn cái lớp khủng long nha, đó. Để xoay con khủng long này mình sẽ gõ là flip. Đây. Cũng kéo qua luôn. Từ khủng long nó xoay lại ha, và ở trên cái mục effect control này nè, nó sẽ có hiện thêm cái phần horizontal flip này luôn. Các bạn cứ hiệu chỉnh gì thì các bạn cứ hiệu chỉnh. Đó. Các bạn thấy cũng khá là thú vị ha, cũng khá là dễ. Ở đây là nói chung là mình cứ tìm những cái clip nó phù hợp để mình ghép mình chơi vậy đó. Ở đây mình có lấy thêm một cái demo nữa nè. Giờ mình sẽ kéo mình để lên trên cái lớp của con khủng long. Bây giờ ở bên phần effect này là mình sẽ tắt hết nè và mình sẽ gõ lại cho các bạn xem. Ở đây mình gõ là color key. Mình sẽ làm lại một lần nữa ha. Thì ở đây là cái trên cái lớp của Superman này nó sẽ có thêm một cái effect control và nó có thêm cái color key color nè. Bạn nhớ là mình trích màu nè. Đó. Và mình gia giảm ba cái chức năng của nó ở đây. Đây, mình sẽ thử nha. Play. Khá là thú vị, cũng khá là dễ ha mọi người ha. Đó, mình chạy lại nè. Mình đang nhìn con khủng long. Và sau đó khi mà Superman bay qua, mình nhìn theo Superman. Rồi, vậy là cái phần hướng dẫn các bạn cách xóa phông Color Key cũng là xong rồi ha. Và đây cũng là một cái tip nho nhỏ. Thì chắc chắn là nó sẽ không bằng những cái kỹ xảo điện ảnh hấp dẫn rồi, nhưng mà khi mà làm clip chơi á, làm những clip du lịch này kia thì chúng ta có thể bỏ thêm vào cho cái phần clip chúng ta nó thể thêm sinh động hơn. Và hẹn gặp lại các bạn những clip khác cũng nói về Premiere và những cái tip để cho những bạn nào mà thích về Premiere mà căn bản á, thì chúng ta có những cái tip mà chúng ta có thể sử dụng ứng dụng vào trong Premiere. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, và các bạn đừng quên nhấn subscribe cũng như like và share video để ủng hộ kênh của mình các bạn nha.